Đúng ra là hôm đó là có nhiều thứ để nói, nhưng mà ngày hôm nay lại không được phép nói nữa. Trước hết thì cho quý vị được gửi lời chào thương mến đến sự hiện diện quý báu của tất cả quý anh chị em ngày hôm nay có mặt ở buổi giao lưu ra mắt sách của cô bồ Trác Thúy Miêu của quý vị. Quý vị tự tin mà nói một điều rằng là đến từng tuổi này trải qua nhiều cuộc tình thì mình đã có nhiều người yêu rồi. Người yêu còn bồ chỉ có duy nhất một người mà mình gọi là bồ, đó là Trác Thúy Miêu. Một người đã song hành với quý vị trên sân khấu của những cái chương trình, những cái cuộc thi, và phải nói giúp cho quý vị có được cái sự tương tác rất là ăn ý. Và sở dĩ hôm nay quý vị nói quý vị là không được chia sẻ nhiều á, bởi vì cái cuốn sách này nó có hai lý do. Lý do thứ nhất á, là đây thưa quý vị, là những cái dòng chữ rất là phượng múa rồng bay dành cho quý vị, và có ý biết là tặng thành nhà quê, người luôn thương văn thương chữ của tôi nhất, không phải bằng lời tán tụng mà bằng chính giọng nói đại từ và sự trọng thị con chữ miền Nam. Thì đã nói là không bằng lời tán tụng thì làm sao quý vị dám ngồi để mà tán tụng về cuốn sách này nữa, đúng không ạ? Và lý do thứ hai đó là ở trang 203, khi mà quý vị đọc tới quý vị giật mình là cô ấy có nêu tên Quý Bình trong đây. Thành ra bây giờ không khéo mình ngồi mình nói về cuốn sách này nữa thì chẳng khác nào chút xíu là quý độc giả về đọc tới trang này, thì ra ông ca còn quyển sách này tại vì bả có viết tới ổng trong đó. Đó, cho nên là ngày hôm nay xin phép là không chia sẻ nhiều về quyển sách này, mà chỉ nói là một điều là Quý Bình muốn chia sẻ là đây là cái nhân vật mà ngay từ lần nhìn thấy đầu tiên trên một cái show truyền hình trên TV trong vai trò host, Quý Bình được ngồi ở nhà xem và nói thực sự là không thích. Nói thẳng luôn, không thích. Tại sao lại có một người MC nói cái giọng như vậy và sử dụng những cái từ ngữ, những cái văn phong mà nó hại não mình như vậy. Mà chính cái ấn tượng đó nó lại khiến cho mình đúng giờ đó tuần sau phải bật TV lên xem tiếp chương trình đó. Và cứ như vậy đi suốt hết chương trình, đến một ngày lọt ra khỏi chương trình, gặp ở ngoài đời trong chương trình solo cùng Lego, hai người dẫn chương trình cùng với nhau. Nó thật lúc đầu khi mà hợp tác với cô này làm cho mình cũng bị phản ứng ngược nhiều lắm. Nhưng mà chính cái phản ứng ngược đó là càng làm cho mình thấy một cái gì đó mình phải moi ruột rút gan từ cái cô này. Bởi vì cho mình quá nhiều điều thú vị để mình khám phá. Và nếu như mà nói là cái quyển sách này mà khiến cho mọi người đọc nhức đầu thì quý vị cũng phải công nhận điều đó. Bởi vì có nhức đầu nó mới khơi dậy cái sự ham muốn khám phá trong chính bản thân mọi người. Bởi vì nếu mà biết bằng những cái câu chữ nó quá đơn giản mà chúng ta đọc nó qua một cách trơn tuột và nó nhẹ nhàng nó trôi đi, thì quý vị nghĩ là chúng ta không có nhiều cơ hội để nhìn lại mình đâu. Và bản thân quý vị khi mà đọc cuốn sách này mới cảm thấy một chút xíu chạy lòng, bởi vì quý vị là một người con được sinh ra và lớn lên và được đất Sài Gòn bị nuôi dưỡng và thành danh đến ngày hôm nay. Nhưng phải đến khi cầm trên tay cuốn sách này, quý vị mới giật mình ngã ngửa, thì ra lâu nay mình vẫn còn quá thờ ơ với Sài Gòn, vẫn còn quá lạnh nhạt với Sài Gòn, vẫn còn những nơi ở Sài Gòn này mình là một người Sài Gòn mình còn không biết được. Thì tại sao cô bồ của mình, một người gốc gác lúc nãy nói rồi đó, họ nội là ở miền Trung, mình họ ngoại miền Bắc, nhưng mà tại sao lại có những cái suy nghĩ về Sài Gòn nó đậm nét Sài Gòn như vậy? Và chỉ xin chia sẻ là nếu mà chúng ta yêu Sài Gòn hãy cứ đọc cái sách này đi. Một câu đọc không hiểu, một lần ổng hiểu đọc hai lần ổng hiểu đọc ba lần rồi mình sẽ vỡ lẽ ra, tại sao cổ lại nói như vậy. Và cái điều đó là cái điều thú vị mà quý vị cảm nhận được ở cuốn sách Phòng Sài Gòn này. Xin cảm ơn bồ đã cho quý vị được thưởng thức Sài Gòn với quyển sách Phòng Sài Gòn. Bồ hiểu nhé. Được, còn có lời hứa với tôi hả? Lời hứa? Ủa có hứa hả? Đó, anh Khoa có đúng không? Ủa hứa gì Khoa? Em hứa nhiều quá, hát.